còn về những thông tin mà không được thật đó thì hồi sáng này đã có một cái thuyết được chia sẻ bởi Mike Novart của Galaxy Digital thì các bạn đã biết là Mike là một trong những người mà cũng rất là có tiếng nói trong thị trường crypto này nhưng mà Mike đó lại chia sẻ một cái video thường quên video đã đăng ở đâu rồi nhưng mà hiện bây giờ cũng được chia sẻ rất nhiều ở trên mạng trên cái Twitter của Mike đó thì đã xóa rồi thì Mike Novart nói đó là cái số lượng tiền được đầu tư bởi nước El Salvador đó là cái số lương tiền đó là được đầu tư vào sàn FTX có nghĩa là bây giờ đó một trong những cái vấn đề đó chính là số tiền đó nằm ở sàn FTX và nước El Salvador không rút ra được thì bây giờ đã nghe cái CZ cũng nói đây không phải là thông tin thật tại vì chính bản thân CZ đã nói chuyện trực tiếp với lại tổng thống là Berkeley ở El Salvador và đây không phải là sự thật El Salvador không có bất cứ Bitcoin nào ở trên sàn FTX hay là không có bất cứ một cái thương vụ nào với sàn FTX hết á, đây không phải là sự thật và cái thuyết đó đã được xóa rồi nha các bạn cho nên những ai nói với các bạn là tổng thống như berkeley và nước el salvador cũng bị dính vào sự kiện này thì không đúng tới bây giờ chúng ta thấy được là đó chỉ là cái thông tin giả mà thôi và nói tới binance á, thì các bạn đã biết là binance hôm qua cũng đã thông báo là trong vòng thời gian tới đây họ sẽ cung cấp đầy đủ dữ liệu cho mọi người có cái lòng tin hơn về sàn binance tại vì sau khi mà chúng ta thấy là cái sàn lớn thứ nhì là sàn FTX mà trong thời gian chỉ có vài ngày thôi, ba ngày thôi là đã hoàn toàn coi như sụp đổ rồi, làm cho người ta lòng tin lung lay. Một sàn lớn như vậy mà bây giờ đó cái số tiền của người gửi cũng không biết là bây giờ đang ở đâu, thì làm sao người ta còn tin tưởng nữa? Thì sàn Binance thì họ cũng đã nói là họ sẽ đưa ra cái thống kê rõ ràng là tiền đang giữ ở ví nào để cho những nhà đầu tư an tâm hơn và nói là làm hôm nay Binance đã đưa ra ít ra đây là những bước đầu tiên, thì đương nhiên cần thêm thời gian để mà thống kê chi tiết hơn và các bạn thấy được sàn Binance đã đưa ra thống kê là đây là một số những chi phí mà họ cung cấp và bên này đó là những mạng lưới chứ không phải là chỉ riêng đồng BTC đồng BTC và những cái token trên mạng lưới đó đồng Ethereum và những token trên mạng lưới đó đây là cách đọc mà các bạn cần phải hiểu và họ nói là họ có tổng cộng là 475.000 đáng giá BTC trên mạng lưới của BTC Ethereum thì khoảng thì là 4,8 triệu USDT đó thì họ nói là họ có là 17,6 tỷ USDT BUSD đó họ có 21,7 tỷ USDC đó họ có 601 triệu Và BNB họ có 58 triệu đồng BNB Và đây là thống kê hiện bây giờ mà sàn Binance cung cấp và ngoài chia sàn Binance ra đó thì chúng ta cũng có một cái thống kê khác đó chính là thống kê đến sần, à, từ sàn OKX và sàn OKX họ cũng đã đưa ra cái thống kê về một số những cái địa chỉ ví bên dưới này và họ nói đó là dựa theo tài liệu này đó thì bây giờ họ cung cấp là 23 địa chỉ ví BTC và họ lưu trữ khoảng chừng là 69.000 BTC và khoảng chừng 13 cái địa chỉ ví ERC20 nghĩa là ví Ethereum đó họ có khoảng chừng là 2 tỷ đô la cho một số lượng ví đó đương nhiên bây giờ ra chỉ là những bước đầu tiên mà thôi họ đã mướn công ty kiểm toán à, uh, Amanido và sẽ tiếp tục cung cấp thêm nhiều thông tin chi tiết đây là hai cái sàn mà chúng ta biết đã cung cấp thông tin ngày hôm nay chúng ta vẫn tiếp tục chờ những sàn khác mà các bạn uh, cũng đã từng sử dụng như là sàn Bybit vân vân thì khi mà có thêm tài liệu thì chia sẻ với các bạn thì cái sự kiện liên quan đến uh, FTX thì rất đáng tiếc đương nhiên rồi các bạn nhưng mà ít ra trong sự kiện này đó chúng ta cũng đã thấy là những sàn giao dịch họ cũng đã tích cực hơn và cung cấp những địa chỉ ví để cho chúng ta biết thêm về cái số lượng tiền là họ đang lưu trữ ở đâu chứ còn trước đây đó thì chúng ta đâu có biết đâu các bạn và một điều khác nữa đó cũng là coi như là tốt từ sự kiện này đó chính là những cái dữ liệu on chain đó thì nó sẽ rõ ràng hơn tại vì phần lớn dữ liệu on chain đó thì vẫn dựa theo là người ta đoán đó là địa chỉ ví của sàn okx hay là địa chỉ ví của sàn binance nhưng bây giờ có thể chúng ta đã rõ ràng hơn là đó là địa chỉ ví của ai và chúng ta cuối cùng đã cũng đã nghe từ Sam rồi các bạn Tại vì Sam, những nhân viên thì nói là Sam đã mất tích khoảng chỉ một ngày Thì sau đó Sam đã trở lại Twitter và lại chia sẻ thêm cái thông tin Và đây đó là một cái thuyết cũng khá là dài Và cái thuyết này đó, chủ yếu đầu tiên là Sam nói là Sam xin lỗi Và bên dưới này các bạn có thể hiểu đơn giản đó Là Sam nói là Sam coi như đã phạm một cái sai lầm mà không nên phạm À, và cái điều mà chúng ta cần hiểu đây thì sẽ không có đi chi tiết từng hàng từng hàng một nhưng mà có một số điều thường cảm thấy là cho người ta nhiều câu hỏi là câu trả lời tại vì tài liệu này nó chung chung và cái từ ngữ mà sam chia sẻ đó không biết là cố tình hay là vô tình à, nhưng mà theo thuận đó thì đây là một trong những cái dẫn chứng mà hoàn toàn có thể được sử dụng trong tòa tại vì khả năng cao đó là sẽ có những nhà đầu tư sẽ cùng nhau kiện tại vì họ không rút tiền được thì những cái từ ngữ mà được sử dụng ở đây đó À, thường đó, theo thông hiểu là cần phải thông qua luật sư nhưng mà Sam nói là không có thì cho là như vậy đi nhưng mà thường sẽ chia sẻ những điểm bất thường trong cái thuyết này với các bạn thì ngoại trừ những cái như chúng ta đã biết rồi liên quan tới Sam nói là đây chỉ là cái sự kiện liên quan tới sàn FTX International nghĩa là ftx.com Chứ không liên quan tới sàn FTX US nhưng mà đó là lời nói của Sam mà thôi những động thái thì không cho thấy là như vậy nhưng mà bên dưới này đó điều thú vị hơn đó là Sam nói sang FTX hiện bây giờ đó họ có cái số lượng tài sản đáng giá hơn là cái số lượng tiền mà họ đang thiếu những cái người mà gửi tiền vào sàn nghĩa là những nạn nhân đó họ nói là những người mà gửi tiền vào đó thì cái số tài sản attack bây giờ đó là cao hơn con số đó nhưng mà đương nhiên tùy theo là giá cả ở trên thị trường điều này đó rất là khó hiểu tại vì nếu như mà sam trước đây nói đó là mỗi đồng các bạn gửi vào thì sẽ được uh, xác nhận là có một đồng được lưu trữ bên sàn ftx thì cái việc mà giá cả lên xuống trên sàn đâu có liên quan gì đâu các bạn giống như các bạn gửi một btc đi và người khác gửi một BTC và tổng cộng đó là sàn FTX sẽ sử dụng như là lưu trữ 100 BTC đi thì sau khi người ta rút đó thì 100 BTC đó họ trả là 100 BTC mà thôi còn cái giá trên thị trường một Bitcoin bao nhiêu thì đâu có liên quan đâu các bạn hiểu thường nói không nhưng mà ở đây đó thì Sam nói là bây giờ cái giá trị của tài sản của sàn FTX thường lập lại nhiều hơn là cái số tiền mà họ thiếu những nhà đầu tư điều này đó là rất khó hiểu thì có khả năng là gì có khả năng đó là cái tài sản mà Sam nói đó cái tài sản đó không còn là một một nữa mà có thể là phần lớn tài sản đó là token FTT mà uh, sang FTX từ in ra đó các bạn có nghĩa là tiền cái bạn gửi vào đó có thể đã được dùng cho mục đích khác số, số lượng Bitcoin, Ethereum vân vân đã được chuyển qua nơi khác để mà sử dụng rồi lắp cái khoảng trống đó, đó, trong cái tài liệu kế toán đó chính là đồng FTT đó là điều mà thường có thể suy ra được từ câu nói này Thêm vào đó đó thì Sam nói bên dưới này là cái sự kiện à, dẫn đến bank run đó, dẫn đến là không có đủ tiền để trả như nhà đầu tư đó thực ra là một cái bài toán tính sai mà thôi nhưng mà bên trên này đó thì Sam dùng cái chữ là sense my sense before hiểu đơn giản đó đây là cái cảm giác trước đây nhưng mà điều mà chúng ta nói đó đây đăng lý là phải một bài toán rõ ràng chứ dùng toán học chứ làm sao cho ta dùng cảm giác được thì sam nói là sam tưởng đâu là trên sàn ftx là không có leverage có nghĩa là không có dùng tiền của những nhà đầu tư để mà đi cho người khác vay hay là di chuyển nơi khác để mà đầu tư hay là bất cứ gì đó như là zero zero leverage có nghĩa là bao nhiêu tiền gửi vào thì còn bao nhiêu tiền đó và cái số lượng tiền mà lưu động đó tính theo đô la đó để có thể trả cho nhà đầu tư như là tức đó, 24 lần cao hơn là cái số lượng tiền mà người ta rút thường ngày có nghĩa là lúc nào cũng vậy. Sam tưởng đâu à, là cái số tiền mà có sẵn trên sàn đó là cao hơn 24 lần với cái số lượng mà người ta thường rút để có trả ngay lập tức. Tại vì có thể là cái số lượng còn lại là không có tính thanh khoản cao, có thể là họ lưu trữ trong ví lạnh gì đó. Thì đây cũng là các hoạt động bình thường thôi các bạn. Sàn thì đương nhiên sẽ giữ một phần ở trong ví nóng để mà trả ngay lập tức. Có thể nạp rút lạ còn phần còn lại là lưu trữ trong bí lạnh để an toàn hơn cũng nó bình thường mà thôi nhưng mà sam nói là sự thật đó thì cái số lượng tiền trên sàn ngày chủ nhật đó khi mà người ta tới rút thật ra cái số lượng đó chỉ là 0.8x mà thôi có nghĩa là Thay vì là người ta rút 100 BTC đi, hiểu đơn giản như vậy thì trên sàn chỉ có 80 Bitcoin sẵn sàng mà thôi. Không có phải như là Sam nói chứ nếu như mà chúng ta thấy được là người ta rút 100 BTC hiểu đơn giản gì đi à, trong chủ nhật đi thì cái số lượng mà Sam ước tính là khoảng 24 lần con số đó chứ chứ đâu phải là chỉ có 80 BTC sẵn sàng để trả cho nhà đầu tư đâu. Và điều này đó dẫn đến là mọi người không có nhận được tiền ngay lập tức và dẫn đến nhiều người lo lắng hơn, người thông tin lan tỏa rồi mọi người nhào vào đâu rút tiền dẫn đến cái sự kiện này trầm trọng hơn và trong chủ nhật thôi đó Sam nói là đã có 5 tỷ đô la người ta muốn rút ra khỏi sàn FTX rồi cao hơn rất nhiều so với cái số lượng tiền có và thêm vào đó đó Sam nói là sự thật đó thì cái số tiền của nhà đầu tư đó đang được dùng làm thế chấp hay là dùng làm cái gì đó là 1.7x Gọi <laughs> đi được là thay vì trước đây đó Sam nói là đáng lý đó không có leverage nhưng bây giờ là leverage tới 1.7x cái sự khác biệt giữa cảm giác của Sam và sự thật đó cực kỳ lớn luôn các bạn đây là cái vấn đề lớn nhất thì nhiều người nói là tại sao cái sự khác biệt nhiều như vậy có thể là các bạn tính sai đi, thay các bạn nghĩ là wow trên sàn đó mình à, dự trữ giống như là các bạn nghĩ là 100 BTC thì mỗi ngày đã đủ để trả cho nhà đầu tư rồi, thì có thể là mỗi ngày các bạn nghĩ là người ta chỉ rút khoảng chừng là 50 BTC thôi thì 100 là đủ, thì có thể là ngày đó người ta rút tới 60, 70 thì có thể là các bạn đã tính sai một chút, nhưng mà các bạn thấy được là giữa 0x tới 1.7x giữa 24 lần và 0.8 lần là sự khác nhau rất lớn và rất lớn luôn. Cho nên nhiều người đặt câu hỏi là tại sao mà bây giờ lại leverage 1.7 mà Sam nói là không có leverage và cộng vào bằng bên trên này ra nói là có cái số lượng tiền đầy đủ nhưng mà tiền tính theo đô la đâu có liên quan gì đâu người ta gửi một BTC thì trả một BTC thôi chứ còn tính theo đô la làm cái gì nó đâu có liên quan đâu cho nên nhiều người đó thì nghĩ là chúng ta đang thấy một sự kiện đó chính là tiền đã không còn nữa các bạn tiền mà Sam nói đó chính là token FTT một token mà tính thanh khoản không có cao mà một token mà được tạo ra bởi sàn FTX đó là cái điều mà chúng ta cần phải nhận ra ở đây trong một thuyết này và cái phần bên dưới này đó, thì à, các bạn thực Sam thì nói khá là nhiều Giống như là nó sẽ cố gắng vân 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 Nhưng mà điều mà quan trọng hơn đó, là Sam nói bây giờ bước tiếp sẽ ra sao Câu trả lời là bây giờ không biết đâu các bạn để được là ngay cả Sam nói I'm not sure là Sam cũng không chắc chắn đâu Điều tùy theo là tình hình tuần này ra sao Nhưng mà điều quan trọng hơn hết đó, là Sam phải kiếm ra tiền các bạn để mà lắp lại lỗ hổng đó Đó là điều quan trọng hơn hết Chứ nếu như không đó, tất cả chỉ là thừa mà thôi tại vì không kiếm ra tiền thì không thể nào mà trả cho những nhà đầu tư đâu và đương nhiên à, Sam để thêm một cái thuyết bên dưới này tại vì nhiều người đó có thể cũng giống như thường khi mà đọc cái thông tin này đó thì bên dưới comment lại nói là cái từ ngữ Sam dùng đó, thì nó chung chung nó không có rõ ràng và Sam cũng không nói rõ ràng là bây giờ số tiền của nhà đầu tư đang ở đâu đang thiếu hụt bao nhiêu tất cả những điều đó đó đều được không được nói đến trong bài viết này nha các bạn nhưng mà trên thị trường đó thì lại có rất là nhiều những thông tin hiện tại và những thông tin mà tới từ những người mà uy tín hơn đó như là Reuters thì Reuters nói đó là cái sự kiện dẫn đến là sang FTX thiếu tính thanh khoản là tại vì sang FTX đã gửi một số lượng tiền để mà cứu công ty Alameda công ty trading của họ đó thì tại sao lại cứu Alameda có phải là tại vì sự kiện UST trước đây họ bị thua lỗ nhưng mà họ giấu hay là không thì thật ra không liên quan trực tiếp đến sự kiện đó nhưng mà liên quan gián tiếp tại vì bài báo được roger nói đó là cái số lượng tiền bị thiếu hụt ban đầu đó là tại vì công ty voyager bị phá sản công ty voyager bị phá phá sản dẫn đến là có một lỗ hỏng tài chính tại vì uh, alibi là không lấy được cái số tiền đó cho nên Sam đã gửi số tiền của nhà đầu tư qua bên đó để mà lắp lỗ hổng của Alameda Và để cho người ta không biết là cái số tiền đó mất đi trên sàn FTX thì Sam đã dùng token FTT để mà lắp lại lỗ hổng đó Cho nên đây là cái điều mà được nói đến bởi Reuters Nhưng mà cái số tiền mà Reuters nói đó thì thường nhớ là khoảng chừng là 400 triệu mà thôi Con số không có cao như là người ta nói ở trên mạng hiện tại Tại vì chúng ta thấy là nếu như mà chỉ có 400 triệu 500 triệu đó mà đơn giản như vậy thì thuận không nghĩ là Binance nhanh chóng từ bỏ cây điều này đâu tại vì họ hoàn toàn có thể là hai bên ngồi xuống đàm phán bây giờ lỗ hỏng là 400 triệu 500 triệu thì làm sao lắp lại Binance được lợi gì vân vân Nhưng mà thật ra Binance chỉ nhìn trong vòng nửa ngày thôi là không muốn đụng đến cái điều này Và các bạn nên nhớ đó là 4-500 triệu các bạn nghe là wow quá nhiều Nhưng mà các bạn nên nhớ là CZ đã bỏ ra 500 triệu để có thể đưa cho Elon Musk uh, mua Twitter các bạn được là đây chỉ là một cái deal bên hông mà thôi mà CZ đã bỏ ra 500 triệu rồi chứ nếu như mà FTX mất có vài trăm triệu thường nghĩ là những cái công ty khác cũng sẽ nhảy vào để mà cứu để trục lợi chứ không chỉ riêng là Binance sau các bạn các bạn đã nhớ là những nhà đầu tư đó à, đã đưa cho sàn FTX rất là nhiều tiền và họ không có lý do gì nhìn cái số lượng đầu tư của mình trở về con số 0 khi mà sàn này thật sự sụp đổ rồi các bạn. Cho nên con số đương nhiên không phải chỉ đơn giản, chỉ có vài trăm triệu như là Royce nói. Mà con số đó dựa theo nhiều nguồn như là các bạn thấy được đây là cái nguồn được chia sẻ bởi Blue Blockchain đó. Từ Wall Street Journal nói là cái số lượng tiền mà công ty Alameda, đó, công ty uh, trading của sàn FTX đó, đang thiếu. Sàn FTX đã có thể lên tới là 10 tỷ đô la nữa các bạn. Con số cực kỳ lớn luôn và dựa theo Wall Street Journal đó thì họ nói là tài liệu họ nhận được là sàn FTX đã gửi tổng cộng cho công ty Alameda 8 tỷ đô la luôn các bạn trong khi mà tổng số tài sản ước tính trên sàn FTX chỉ có 16 tỷ mà thôi có nghĩa là phân nửa số tiền đó đã được gửi qua Alameda rồi nhưng mà câu hỏi bây giờ là gửi qua đó để làm gì lỗ hỏng thực sự lớn như vậy hay là sao lỗ hỏng tới 8 tỷ đô la lần và Alameda dùng số tiền này đã bây giờ còn bao nhiêu và họ dùng số này để làm gì, họ trading hay là họ cho vay hay là họ làm gì bây giờ Tất cả đều không có câu trả lời các bạn Nhưng mà thằng biết có một đơn vị biết câu trả lời nhưng mà họ không thể chia sẻ đó chính là sàn Binance sẽ bị sàn Binance đã nhìn tài liệu kế toán của sàn FTX mà đương nhiên họ sẽ biết là ai đang nợ hay bao nhiêu Họ chỉ không thể chia sẻ mà thôi Nhưng mà tình hình có thể là cực kỳ tệ luôn đó. Cho nên không những là sàn Binance không đụng đến mà bây giờ đó, thường cũng không nghe nói sàn nào muốn đụng đến sàn FTX Và cũng không có một nhà đầu tư cổ đông nào của họ muốn đụng đến xe FTX hiện bây giờ tình hình có thể rất tệ con số này có thể không còn là bao nhiêu tại sao thì chúng ta không biết và đương nhiên con số ngày càng lớn lên tại vì chúng ta đã nhớ trước đây đó thì người ta nói là khoảng chừng 4 tỷ giống như ước tính bởi Reuters nhưng mà các bạn thì là bây giờ đó con số đã cao hơn con số Reuters rồi dựa theo washington Journal đã lên tới con số 8 tỷ chứ không phải là 4 tỷ đâu Và đây là thông tin cũng được chia sẻ rất nhiều ở trên những cái đài truyền hình bây giờ Đó chính là những đài truyền hình như là Fox Business cũng chia sẻ thông tin này Nói chung nên thì bây giờ mọi người không hề biết rõ là Sam đang nợ bao nhiêu, có lỗ hổng lớn bao nhiêu tại vì bản thân Sam cũng không có chia sẻ rõ ràng. Ước tính bây giờ là từ 4 cho đến 8 tỷ đô la các bạn, con số cực kỳ lớn luôn. Và có nhiều thông tin bây giờ nói là sàn Kraken đang nói chuyện với FTX để có thể thu mua lại Nhưng mà ngày hôm qua thì trong cuộc phỏng vấn đó Cựu CEO của Kraken là Jesse Powell cũng đã nói Sàn FTX đối với sàn Kraken là không có giá trị Cho nên Kraken sẽ không có thu mua FTX Cho nên thông tin này được chia sẻ với Axio Nhưng mà thường cảm thấy là khả năng là không có chuyện này đâu các bạn Khả năng là đây là một cái điều không đi đến đâu đâu Sẽ không có mua sàn FTX Yo, yo, I'm like an addict. Do I got to have it? I ain't even playing. Got a really bad habit. If it moves, got to grab it. Fuse like a magnet. Lose won't have it till I'm doomed in a casket. I ain't playing. got